Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series ARK. Và ở đây thì mình đang ở khu vực sa mạc khắc nghiệt nè. Mình qua phía bên đây để mình đi tìm mấy con rắn đó các bạn, để farm vật phẩm chuẩn bị đánh con boss cấp độ khó cuối cùng. Và con boss cấp độ khó cuối cùng lần này á thì nó yêu cầu mỗi một loại vật phẩm á, là tới tận 25 cái lận. Cho nên là mình phải đi farm thêm cái phần độc nè. Mình có ở đây được 8 cái rồi nè. Mỗi một con rắn đó thì nó sẽ rớt ra cho mình hai cái, nhưng mà cũng hên xui lắm. Có con có, cái con không. Con nào mà có đó các bạn thì nó sẽ tự động chuyển vô trong người của em chim điêu của mình thôi. Cho nên là cứ bay một đoạn mình thấy á, mình sẽ đáp xuống để mình cắn một cái nè. Đó, mình có được thêm hai cái nữa nè. Bên đây thì có. Con rắn này hộp dạng cũng dễ farm. Bên sa mạc thì có rất là nhiều, chỉ cần đánh nó thôi là có. Mà trong lúc mà mình đi ở phía bên đây đó các bạn thì mình rất là may mắn luôn, mình phát hiện ra phía bên đây nè. Đó, có một con Gigant. Con Gigant lần này á các bạn là cái con Gigant giống cái nè. Lần trước á thì mình có bắt được một con Gigant giống đực. À, và sau khi mình bắt con giống đực đó các bạn thì mình đã phải đi săn, đi tìm rất là nhiều, nhưng mà không có tìm thấy thêm được con thứ hai. Nhưng mà hôm nay thì tự nhiên đang đi farm mấy con rắn nè thì lại rất là may mắn phát hiện phía bên đây có một con. Và may mắn hơn nữa đó là cái con này là con giống cái luôn. Nếu như mà bây giờ mình bắt cái con này mang về á thì mình sẽ có đủ một cặp luôn đó các bạn. Đó, một cặp để ở căn cứ của mình là nhìn sẽ rất là lực rất là đẹp luôn á. Cho nên là bây giờ sẵn tiện ở đây chắc là mình sẽ bắt luôn đây, chứ bỏ qua nó thì uổng quá các bạn. Con này thì nó cũng spawn, nó cũng hơi hiếm nữa. Bữa giờ mình đi săn tìm vật phẩm rất là nhiều, đi lung tung ở trên map hết á, nhưng mà không thấy nó spawn. Và lần này thì thấy rồi cho nên là mình sẽ xuống mình bắt nó luôn nha. Mình sẽ quăng cái em bọn ngựa chiến thần của mình ra phía bên ngoài đi. Đó, nó sẽ giúp cho mình bắt cái con Gigant nha. Còn bọn ngựa chiến thần thì mình cần phải cho nó thêm những cái dùi cui lên trên người của nó đi. Dùi cui thì mình có ở trên này nè. Trên người của mình lúc nào cũng có dùi cui chuẩn bị sẵn ở trên người hết á. Mình sẽ cho con bọn ngựa của mình cầm cái dùi cui lên. Và hồi nãy mình thấy nó, đây rồi các bạn. Nó ở phía bên đây mà nó đẻ ra trứng hả? Ui, nó đẻ ra trứng nè các bạn. Trứng này thì trứng chưa có được thụ tinh. Và trứng này chắc chắn là của con Gigant này, rất là bự nè. Ở đây rồi, tấn công luôn. Đập nó luôn các bạn. Kinh nghiệm lần trước bị ăn hành rất là nhiều từ những con Gigant cho nên bây giờ thì mình có đó các bạn. Lần trước thì mình có bắt con Gigant á, bị nó cho ăn hành tê tả luôn. Bây giờ thì có kinh nghiệm rồi, chỉ cần chạy vô và dồn đam thật là nhanh. Và đặc biệt nhất là tấn công từ phía sau của nó là được. Đừng có tấn công từ cái đầu của nó nha. Cái đầu của nó cạp mình cái là hư cái dùi cui nhanh lắm. Đánh ở phía đằng sau thì cái dùi cui nó sẽ bền hơn chút. Và đó, nó cắn cho mình một phát là cái dùi cui của mình nó hư liền. Mình vẫn đổi cái dùi cui mới. Đập nó thì lâu hơn lắm các bạn, nhưng mà bị nó cắn là nhanh hơn lắm. Nó phá đồ ghê lắm, cho nên là cần phải đánh từ phía sau nè. Đó, tấn công từ phía sau nó thôi. Con này khuyết điểm của nó là quay đầu rất là chậm, cho nên là mình cứ đi vòng vòng theo đích nó mình tấn công thôi. Và hình như nó chuyển sang chế độ chạy rồi đó các bạn. Ua, nhanh vậy. Đúng là bọn ngựa chiến thần của mình có khác. Đó, nó chuyển sang chế độ chạy là mình chỉ cần đánh từ từ thôi là được. Cây dùi cui của mình bây giờ nó lâu hơn rồi nè. Không có bị nó cắn thì sẽ rất là lâu hơn. Và nó chuyển sang chế độ chạy thì mình sẽ đánh từ từ thôi, để canh cho nó vừa ngủ thôi nha. Đó, ok các bạn. Ủa, nó vừa ngủ thôi là ngon lành luôn. Đây thì mình sẽ xử lý bớt mấy cái con này luôn, dọn dẹp ở khu vực này cho nó an toàn hết. Và đây, nhéo vô. Đánh rất là mạnh luôn á. Dọn dẹp khu vực này cho nó an toàn hết mức có thể nha. Phía bên đây thì mình thấy có con trăng nè. Qua đây đánh nó được hai độc nè. Lấy thêm phần thịt đùi luôn. À, mình đang trên đường đi tìm vật phẩm đánh boss các bạn, cho nên là chưa có chuẩn bị thịt cù. Nhưng mà đây thì có thịt đùi. Wow, thịt đùi được. Lấy thịt đùi hai cho thịt cù cũng được. Nó chậm hơn một chút á, nhưng mà chắc là không sao đâu. Khu vực này thì nó cũng đã được bình yên. À, có mấy con bò cạp nè. Đó, cho nên là mình sẽ tấn công luôn. Cắn luôn đó. Lấy thêm nè. Có thêm độc không? Không có độc rồi. Bên đây thì có mấy con này nữa, tấn công vô liên tục luôn á. Rồi, kênh kênh nữa nè. Mình cần phải lia khu vực này cho nó gọn chút cái đó. Rồi mình sẽ xuống luôn. Đó, đợi mấy con này nó tấn công lén mình thôi, cho nên mình sẽ dọn dẹp hết luôn. Đây, bọt cạp nữa nè, đáp xuống là mình dứt nó liền. À, đây rắn này nữa nè. Rắn này thì có độc không? Ơi, không có độc luôn, chỉ toàn là thịt thôi. Bên đây thì có mấy con rết nữa nè. Rồi, xong rồi đúng không? Khu vực này hình như là mình thấy nó cũng tạm ổn rồi đó, bình yên rồi đó. Mình sẽ lấy thịt đùi cho nó ăn luôn, nhanh nhanh chút chứ không là con Gigant nó tỉnh lại đó. Con Gigant thì turbo của nó tuột xuống nhanh lắm, cho nên là phần phải nhanh nhanh chốt và bỏ vô trong này luôn. Bỏ thêm hút ngủ vô trong này luôn cho nó uống các bạn, cho nó lâu lâu tỉnh lại một chút. Và ui, nó còn có 40% thôi các bạn, cho nên mình sẽ cho nó uống thêm hút ngủ nha. Con này thì nó đang đói. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Chém nè, hồi ơi, mình đang bị lỗi các bạn. Đang bị lỗi cái kiểu bay bay nè. Thấy là nó lại tấn công mình. May là mình rút cái kiếm được kịp.
Rồi xong rồi đó. Và con này thì nó đang đói cho nên nó ăn cũng nhanh, lên được 21% rồi. Mình cần phải cho nó uống thêm thuốc ngủ vô một cái. Chà chà, không biết là đủ thuốc ngủ hay không đây. Nhưng mà turbo của nó đang tăng lên từ từ là cũng được rồi. Và hoàn hảo, độ hoàn hảo là 98% cũng được. Nó cộng thêm cho mình 28 cấp độ nữa nè. Cũng ngon á. Mình sẽ cưỡi em bọn ngựa để đảm bảo an toàn hơn cho tính mạng của mình. Xung quanh đây có mấy con này nè. Đó, nguy hiểm lắm. Mình cần phải đánh nó trước chứ, trước khi nó đánh mình. Đập luôn nha. Lấy thêm cái phần polymer nè. Phần chitin rồi chắc là mình sẽ dục bỏ đi. Chitin ở nhà mình nhiều lắm rồi. Nãy giờ các bạn thì mình trên đường đi farm vật phẩm để chuẩn bị đánh boss á, thì mình có loot được một vài cái cục thính. Cục thính mình loot được đó. Có công thức chế tạo của cái cây súng lửa này nè. Nhưng mà cây súng lửa này thì nó yêu cầu rất là nhiều vật liệu, như là xi măng này tới tận 3000 mốt nè. Rồi còn phải có metal các bạn, rồi polymer nữa. Rồi 4000 mấy, gần 5000 polymer. Rồi polymer tốn rất kinh khủng luôn á. Công thức chế tạo cây súng lửa này chắc là sắp tới mình phải farm thêm đó các bạn. Cái này thì mình sẽ từ từ mình sẽ chế tạo luôn nha. Đặc biệt nhất là cái cây súng này nè, đó mình muốn test thử. Nhưng mà bây giờ thì mình chưa có đủ đồ. Mình còn phải farm rất là nhiều đồ. Trong thời gian giữa hệ tập thì mình đã farm rất là nhiều, như là đồ vật phẩm đánh boss nè. Rồi bây giờ thì phải vật phẩm chế tạo nữa. Ôi ôi. Rất là nhiều thứ phải farm trong cái series này luôn á. Mà mình muốn test thử cho nên là mình cần phải chịu khó đi farm thôi. Và mỗi lần mình nhảy xuống cái em bọn ngựa là hay bị cái tình trạng là cứ bay lơ lửng nè. Mình sẽ bay vô trong người con Gigan đi. Đó, đứng ở trên này luôn. À, ngồi xuống một chút, đi lên trên này luôn. Mình sẽ cho nó uống thêm chút thuốc ngủ vô nữa nha. Và nó đang ăn nè các bạn. Lên được 63% rồi. Và quên á, đúng rồi, quên nãy giờ. Nãy giờ mình quên quay trở lại với cái con chim điêu của mình để xem coi nó có bị tấn công lén không. Ủa, chim điêu của mình hình như là nó ở bên bộ xương. Chỗ cục đá này là chỗ quả trứng nè. Rồi sau đó thì bên cái bộ xương là ở phía bên này. Mình quay trở lại xem coi. À, nó không có bị tấn công gì hết các bạn. Ngon lành luôn. Ok, mình sẽ cho nó follow mình nha. Quay trở lại với con Gigan ở phía bên đây thôi. Rồi nãy giờ mình quên, mình bỏ nó xém chút nữa. Cũng may mắn là không có con gì tấn công á. Có con gì tấn công chắc là nó cũng có thể là nó sẽ ra đi đó. Nhưng mà may mắn quá không sao hết. Phía bên này thì có mấy con bọ cạp thôi. Tấn công con bọ cạp, đánh dằn mặt nó trước. Không để cho nó tấn công vô trong này. À đây đây đây. Tấn công lén nè, đánh trộm nè. Mình mới đi có một chút thôi mà tụi nó đã tấn công vô rồi. Tụi nó spawn rồi đó các bạn. Bên đây thì nó spawn rất là nhanh. Có mấy con bọ cạp nè, mấy con rết đâu nữa nè. Tấn công luôn và rết luôn nè. Ui, rết đánh một phát không chết kìa. Đấy, thêm cho một phát nữa nè, chắc chắn là sẽ chết. Cấp độ 140 là hàng gì. Hàng gì nó trâu là phải. Bên đây thì bọ cạp đánh hạ luôn. Rồi quay trở lại với em Gigan thử xem coi. Gigan của mình được bao nhiêu rồi? Ôi, Gigan được 80 mấy % rồi đó bạn. 84% rồi. Và ống turbo của nó thì uống thêm chút nữa. Với cái số lượng thuốc ngủ như vậy thì mình nghĩ chắc là cũng đã đủ rồi, không sợ bị thiếu đâu. Và ai da, mình thấy là các bạn, đây 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 đây. Đây rồi. Lấy thêm phần polymer nha. Polymer thì mình cứ để trên người của con bọn ngựa thôi cũng được. Và cái dùi cui thì mình sẽ chuyển vô trong người của mình đi. Mình sẽ sửa lại những cái dùi cui nào đó nó bị kiểu như nó bị hư á. Mình sẽ sửa lại luôn. Đây, sửa lại mấy cái dùi cui bị hư nha. Rồi đây thì đánh trộm nữa nè, vô trong này. Lâu lâu cứ có con nó vô trong này nó đánh trộm mình thôi. Đây thì kiểm tra thử xem coi. Đó, được các bạn, 84%. Và bây giờ thì bắt đầu nó ăn lâu hơn chút rồi. Và uống hết cái mớ thuốc ngủ này thì chắc là cũng sẽ được 40. À xong rồi kìa. Ui, mới 84% mà sao tự nhiên được luôn vậy, xong nhanh vậy. Và có kìa các bạn, wow, nhìn nó ngầu nè. Cái con này nhìn nó đẹp hơn con nhà của mình thì phải. Con nhà của mình nó còn xanh xanh ha. Con bên đây thì nó theo cái màu của sa mạc nè. Nhìn rất là đẹp luôn á. Để mình cho nó đi vòng vòng tới tấn công thử này. Ra lệnh cho nó tấn công vô nha. Đó, ui, con Gigan thì nó cấp tấn công đam á, không có được cao lắm. Chủ yếu là nó trâu thôi à. Và nó tấn công thì đam AOE đó, đánh lan ra phía bên ngoài luôn. Và tấn công luôn. Đó, nó cạp phát chết hai con luôn ạ. Phía bên đây thì sau lưng nè, tấn công luôn. Đó, ngon lành luôn các bạn. Chắc là bây giờ mình sẽ hút nó vô trong quả cầu đi. Mình sẽ cho cái em bọn ngựa của mình vô trong quả cầu, sau đó thì hút con Gigan luôn. Mình sẽ sử dụng cái em chim điêu của mình để bay về. Hoặc là ở đây để farm thêm một chút cái phần độc của con rắn cũng được. Để mình kiểm tra một chút vật phẩm nha. Ở trong này thì mình có thêm độc nữa nè. Và độc nãy giờ mình farm thì được 24 cái rồi hả? Wow, sắp đủ rồi nè. Thiếu một cái nữa thôi các bạn. Nhưng mà mình còn thiếu những vật phẩm như là da cá sấu nè, xương của Baranto nè, bờm của con Spino nè các bạn. Mấy cái này là hơi khó tìm nè. Cái này thì cũng có thể dễ nè. Nhưng mà cái bờm của Spino thì mỗi con nó rớt một cái thôi. Nhưng mà không phải con nào cũng rớt nữa. Còn xúc tua của con mực thì với lại răng của con cá mập thì mình có rất là nhiều. Và cái này nữa nè, đó thịt đều tầm lâm tầm la hết. Nói chung là mỗi một vật phẩm á thì mình cần tới tận 25 cái, cho nên là bây giờ chưa có đủ rồi.
Mình cần phải tìm thêm một cái độc nữa thôi. Sẵn ở đây thì mình sẽ đi vòng vòng đây để mình tìm thêm một con rắn nữa để đánh nha. Đây, ở phía bên trên này mình thấy có rất là nhiều rắn nè. Đánh thêm một con nữa thôi là mình sẽ đủ. Không có, ở đây thì có không? Con này nè, hy vọng con này nè. Đây rồi, mình thấy nó cuốn máu rồi các bạn. Một phát nữa thôi, đó, đủ rồi nè các bạn. Ngon lành luôn. Vậy là coi như là độc rắn mình đã đủ nè. Vậy là còn thiếu bầm Simino với lại xương của Baranto. Với lại thiếu... nó là thiếu tùm lum tùm la hết các bạn, thiếu nhiều lắm. Lần này thì con quốc cấp đủ khó ấy, cho nên nó yêu cầu đồ hơi nhiều, cho nên là phải farm nhiều. Hiện tại là mình chưa đủ. Vậy thì mình sẽ đem cái con Gigan về luôn nha. Ở đây thì trên đường mình đi về đó các bạn, thì mình phát hiện ra phía bên đây có một con Raptor công nghệ test nhìn rất là xịn sò nè các bạn. Và con này thì ui, con này là con cái các bạn, cấp độ 140 mấy luôn kìa, nhìn rất là ngon. Ồ, chắc là sẵn tiện ở đây mình bắt luôn các bạn. Nãy giờ mình đi về, các bạn vừa đi về vừa farm vừa tìm thêm con Spino á, và phát hiện phía bên đây có cái con hồi Raptor. Mình sẽ đáp xuống nha, để cho cái con chim điêu này nó làm tăng cơ đi. Mình sẽ lấy cái em bọ ngựa của mình ra để tiếp tục chiến đấu thôi. Và ui, sao nó tấn công mình không vậy? Mình sẽ lên phía bên trên này cái nha, đứng ở khu vực an toàn cái. Nó lên trên này được không? À, nó lên trên này không được các bạn. Mình sẽ sử dụng cái quả cầu quăng cái con, đúng cái con bọ ngựa ra nha. Đây rồi, con bọ ngựa thì để cho nó chế độ là không tấn công gì hết, và cầm cây dùi cui lên luôn. Mình sẽ cho nó cầm cây dùi cui lên giống y hồi nãy thôi. Rồi, con này thì chắc là cũng sẽ dễ bắt thôi, dễ hơn con Gigan rất là nhiều, cho nên là đập nó một cái nè, hai cái nè, ba cái nè. Ó, nó ngủ liền các bạn. Trời ơi, rất là đơn giản luôn á. Bây giờ thì không có thịt đùi. Thịt đùi chắc là phải hú em chim điêu xuống rồi. Chim điêu xuống dưới này nha. Và e lên một cái nè. Rồi, đậu xuống phía bên dưới. Sẵn ở đây có thịt đùi thì cho ăn luôn. Thịt đùi nãy giờ, ui vẫn còn nè. Hên quá, chưa có bị hư các bạn. Bỏ lên trên này cho nó ăn luôn nha. Mình ở nhà mình có một con Raptor nữa. Mà con nhà của mình không biết là con đực hay con cái. Mà con này là con cái hả? Được nha, cấp độ cao nè. Nói chung là cấp độ cao thì mình bắt luôn. Và con này thì mình thấy nó được làm bằng metal là nhiều. Và phía bên trên nó thì có cái bờm màu vàng vàng cộng với màu đỏ. Và nó ăn kìa các bạn, rất là nhanh luôn á, 60% rồi. Chắc là nó táp thêm một cục nữa là xong á. Mình thấy hồi nãy nó ăn hai cái. Và cấp độ của nó thì cộng thêm 72 cấp độ nữa. Wow, chắc là lên tới 200 mấy luôn đó. Xịn nha, ngon luôn. Và con này thì chắc là trong lúc chờ để đây thì mình sẽ hút nó vô trong quả cầu luôn đi. Ở khu vực này thì bị mình clear hết rồi. Bữa mình đi qua phía đây nè, ở phía đây đa phần là có mấy con điểu sư thôi, bị mình đánh hết rồi, nó chưa spawn ra thêm, cho nên khu vực này khá là bình yên. Tự nhiên đi ngang qua phía bên đây thôi, mình tính là đi ngang qua con sông này để đi về nhà của mình đó các bạn. Mình thấy ở đây nè, bọn nó lên được 90% rồi, chờ đợi cho nó táp thêm một phát nữa thôi là xong. Và cái phần polymer thì mình sẽ cất lên trên người của em chim điêu của mình để cho nó lâu hơn. Và nó xong rồi nè các bạn, đó rất là nhanh luôn. Mình sẽ cất phần polymer lên trên người của em chim điêu cho nó lâu hơn chút nha. Và đây rồi các bạn, Raptor công nghệ test của mình đây rồi. Con này bây giờ thì mình hút nó vô trong quả cầu thì mình quăng ra thì nó cần phải chờ đợi cooldown ấy. Cho nên mình, đúng rồi, mình gấp nó về được. Quên. Em chim điêu này của mình thì có khả năng gấp được con Raptor. Đó, ôi, gấp Raptor đem về luôn nha. Ở đây thì mình không có yên cho nên là mình phải gấp nó về nè. Nó bay hẳn về nhà luôn. Đó, nãy mình bay ngang qua cái chỗ đánh boss các bạn để thăm lại mấy con T-Rex của mình. Mình đang để ở chỗ đánh boss đó thì mình qua phía bên đây mình thấy sợ bom nãy con này bắt luôn, sẵn tiện trong tập ngày hôm nay luôn nha. Hiện tại là mình đang chưa có đủ vật phẩm đánh boss, cho nên là chắc là có thể là mình sẽ cho con Gigan nó sinh sản, cũng như là cái con Raptor nó sinh sản cùng với các bạn trong tập ngày hôm nay luôn. Còn trong thời gian giữa hai tập thì chắc là mình phải đi săn thêm mấy con Spino á. Spino thì lần trước mình đi xuống phía bên dưới cây cầu của mình nè, đó mình farm thêm rất là nhiều, bây giờ thì nó chưa có spawn ra thêm, cho nên hiện tại là thiếu rất là nhiều vật phẩm. Đây thì có con Raptor test nè, mình sẽ cho nó unfollow mình luôn. Đây, không cho nó follow nữa nha. Rồi, phía bên trên này thì kiểm tra con Raptor này của mình xem coi con đực hay con cái đây. Wow, con Raptor này của mình là con đực các bạn. Vậy là mình có thể cho nó sinh sản được đó. Ngon lành luôn. Và khi mà nó kết hợp với con này thì nó sẽ trở thành con đầu đàn ha. Mình sẽ cho nó bật chức năng sinh sản của nó lên nha. Còn ở phía bên đây thì trọng cho nó một chút cấp lên đi. Trong này thì mình có cái yên của nó luôn nè. Trọng cho nó thêm sức mạnh lên đi. Trong này thì mình có cái yên còn dư nè. Lần trước mình nuốt được cái yên xịn đó các bạn, cho nên cái yên cùi mình đã bỏ ra và cho cái con này. Rồi cộng thêm cho nó sức mạnh lên luôn, bật cái tính năng sinh sản cho cái con đực lên luôn nha. Đây, được chưa? Đó, nó bắt đầu nổi thêm rồi các bạn. Trong lúc chờ đợi cho nó sinh ra quả trứng thì mình sẽ quăng cái con Gigan ở đây luôn. Đây, Gigan khổng lồ đây rồi. Đó, Gigan thì mình nhớ là lần trước mình có đi loot mấy cái kho báu đó bạn, mình có cái yên. Và bây giờ thì cũng cho nó sinh sản luôn đi, bật cái tính năng sinh sản của nó lên luôn nha. Đây, tranh thủ cho nó nhanh nhanh chút các bạn.
Rồi nó bắt đầu nổi tim các bạn. Đó, bây giờ thì mấy con này nó đã có cặp hết rồi nè. Và con cái thì nó ở phía bên dưới này nó bắt đầu nó được 25% rồi. Bây giờ thì mình sẽ vô phía bên trong để mình coi coi mình có cái yên của con Gigant nào không nha. Gigant trong này mình có nè đúng không? Ui đây rồi các bạn, yên xịn nè. Bên đây có cái nào nữa không? Gigant không có rồi. Gigant chỉ có bên đây thôi. Đó bên đây có nè các bạn, bên đây không có rồi. Có một cái thôi là cũng được rồi. Đủ cho cái con này luôn các bạn. Ua nó bự kìa các bạn. Ui, để nhà của mình chắc là chật chội quá vậy. Chứ mình sẽ cho nó ra trước cái cổng thành của mình đó. Để con Gigant này ở trước cổng thành là hợp lý luôn. Cái căn cứ của mình đó thì nó có bốn cái cột ở bốn góc. Mình dự định đó là sẽ cho con rồng lên phía bên trên á. Thì trong thời gian giữa hai tập mình cũng đã thử cho một con lên phía bên trên cái cột nè. Đó mình cho cái con rồng điện đó bạn đậu lên trên cái cột nè. Đó và nó có thể đậu ở trên này. Lần trước thì mình sử dụng mấy con rồng tốc độ á, đậu ở trên này thì rất là khó. Nhưng bây giờ thì sử dụng mấy con rồng mà kiểu như tốc độ chậm á, đậu lên thì rất là ok. Lát nữa mình sẽ cho nó lên phía bên trên luôn nha. Còn bây giờ thì đi xuống phía bên dưới thôi. Đây rồi các bạn, quả trứng đầu tiên đây rồi. Quả trứng đầu tiên của con Raptor đây rồi. Lần đầu tiên mình nhìn thấy quả trứng của con Raptor công nghệ test. Ở đây thì còn 90 mấy% đó. Mình sẽ chờ đợi luôn nha. Đó. Có thêm quả trứng nữa rồi. Đem vô phía bên trong để cho nó ấp luôn. Không biết là chế cái số lượng máy ấp này thì mình có đủ để ấp cái quả trứng của nó hay không đây. Drop ra phía bên ngoài luôn nha. Và đây là trứng của con Raptor công nghệ test nè. Để mình quan sát kỹ kỹ một chút. Nó có màu đen với lại màu đỏ. Còn cái con Gigant thì nó bình thường thôi. Series lần trước mình có up một lần rồi. Series lần này thì sẵn tiện có đó các bạn, cho nên là up luôn nha. Up cùng với con Raptor luôn. Con này thì nó tuột xuống. 99,7, 99,6 rồi nè. Vậy là có thể tuột xuống đó các bạn. Nhưng mà tốc độ thì rất là chậm luôn. Cực kỳ chậm luôn á. Đó, tuột xuống một lần thì 0,1% thôi. Còn bên đây thì rồi nó tuột nhanh rồi các bạn. Rồi có kìa. Đó mới đây thôi còn 60 mấy% nữa thôi. Mình bắt đầu ấp quả trứng đó các bạn vào lúc trời sắp sửa tối. Mà bây giờ thì trời cũng đã sáng rồi bạn, nắng lên tới trên đầu rồi. Và sắp sửa thì cũng đã xong rồi nè. Nó còn 10 mấy% nữa thôi. Trứng của con Raptor nó nhỏ đó các bạn, ấp rất là nhanh. Còn cái con Gigant thì cực kỳ lâu luôn đó. Nó còn 90 mấy% nữa mới được. Cho nên là mình sẽ thử đốt thêm cái đống lửa lên nha. Thử xem coi có nhanh hơn không. Đốt đống lửa lên hình như là nó ngừng lại luôn. À nó vẫn tuột nè, cũng vậy thôi à chứ không nhanh hơn đâu. Ở đây thì sắp xong rồi nè. Và chờ đợi một cái nha. Bụp một phát xem coi. Ui chỉ có được một con thôi và cấp độ 139 luôn hả? Wow, xịn hơn rất là nhiều so với con kia luôn á. Và nhìn nó kìa. Đẹp các bạn. Ui, nhìn cute kìa. Ở đây mình tắt cái giao diện đi nha để dễ dàng quan sát hơn. Wow, nhìn nó như con robot rất là đẹp các bạn. Đây rồi. Con công nghệ test là nó là robot mà. Giống robot là chuyện rất là bình thường và nhìn nó nhỏ nhìn rất là cute nè. Wow, như món đồ chơi vậy đó các bạn. Ai phan nữa quên nữa, mình cho nó đồ ăn chứ. Lấy đồ ăn từ em chim điêu vô trong này nhá. Thôi dẫn nó ra phía bên ngoài này luôn. Cho nó ra ngoài cửa đi các bạn. Đây cho nó ra ngoài cửa nha. Rồi. Đứng im đây đi cưng. Mình sẽ lấy cho nó thêm cái phần thịt. Con này thì là con robot đó các bạn, nhưng mà nó có thể ăn thịt được. Rất là kỳ diệu luôn. Wow đó, nó bắt đầu táp rồi đó. Chờ đợi xem coi nó sẽ lớn nhanh như thổi luôn nè. Đó. Lớn lên nè. Đó. Thấy nó giật các bạn. Đó. Nè coi nè. Thêm cái nữa nè. Đó. Lớn nhanh như thổi luôn nha. À, chờ đợi đây thì phải chờ đợi thêm 8 phút mình sẽ chăm sóc cho nó. Con này thuộc dạng là con khủng long nhỏ đó các bạn, cho nên là chắc là chăm sóc cho nó cũng nhanh. Còn con Gigant lại con này nè, khủng khiếp ở trong này nó rất là chậm luôn á. Mình sẽ tắt cái đống lửa đi thử coi. Tắt cái đống lửa đi thì phần trăm nó cũng vẫn tuột xuống theo thời gian thôi. Mình sẽ bích up vào cho nó ngay chính giữa này luôn. Lớp ngay chính giữa luôn nha. Đó trong này thì nó sẽ tuột xuống không 0,4 nè. Đó 0,3 rồi nè, ngon lành luôn. Bà con ở phía bên ngoài này thì nó có thể ăn được trong máng thức ăn rồi nè. Mới chưa gì hết các bạn, là nó đã ăn được trong máng thức ăn rồi. Trong máng nó thì có thịt luôn nè. Và cố gắng nhét thịt nhiều nhiều trên người của nó cho nó chắc ăn hơn. Rồi. Trong lúc chờ đợi các bạn thì mình sẽ cưỡi thử con Gigant này nha. Hồi nãy bắt được nó các bạn nhưng mà chưa có cưỡi thử. Bây giờ thì cưỡi thử nó luôn. Mình sẽ cho nó đi ra phía bên ngoài đi. À, trong lúc chờ đợi đây thì xây đầu một chút. Chào, chỗ này chật chội quá. Rồi, đóng mấy cửa lại cái nha. Đóng cửa lại cái để mở cửa ra mình sẽ đi xuyên qua được cái cửa luôn á. Mở cửa ra. Ok. Đó đi xuyên qua cái cửa liền. Với cái khả năng này thì có thể đi xuyên qua cái cửa và mình sẽ cho nó đứng ở góc này đi. Đó hai bên thì như nó hơi chật hơn các bạn. Chật hơn á. Nhưng mà cũng được rồi. Đỡ hơn là để ở trong này nó chĩa cái đuôi ra nhìn kỳ quá à. Mình cũng sẽ chuyển con này ra phía bên ngoài cổng thành luôn nha. Đó hai con hai bên. Để bảo vệ cho cổng thành của mình, nhìn cho cổng thành của mình nó lực lưỡng hơn. Ok chưa? Rồi ngay rồi đó.
Rồi, mình sẽ có hai con Gigan hai bên để cho cổng thành của mình nó trở nên nhìn nó ngầu lòi hơn các bạn. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái con rồng lửa này nè. Đó, mình sẽ cho nó bay lên phía bên trên. Và bây giờ thì, ui nặng quá hả. Mình sẽ cộng cho nó một chút điểm quay lên thôi. Mình sẽ không cộng nhiều đâu, bởi vì cộng nhiều quá nó bay nhanh lắm các bạn. Mấy con này chủ yếu là mình sử dụng để làm cho nó đẹp hơn các bạn. Cho nên là có điểm nhiều nhưng mà không cộng đâu. Có điểm trên này à, có năm mấy điểm luôn. Thế là cộng máu với cộng đam cho nó đi. Đó, cộng thêm chút stamina nữa, thêm chút quay nữa đi. Nói chung là cộng vô luôn đi các bạn. Đó, cộng vô luôn nha. Đó, tăng sức mạnh vô luôn, dồn sức mạnh vô cho nó. Đây rồi. Và máu me của nó hơi tua tủa một chút, cho nên là sẽ cho nó thêm một ít thịt vô để cho nó ăn, nó hồi phục lại. Còn mình thì bây giờ làm sao xuống dưới đây? Thôi chết rồi, quên nữa các bạn. Muốn xuống dưới được thì mình sẽ ăn vô cho nó cái đã. Nhảy liều xuống phía bên dưới luôn nha. Bay hẳn xuống phía bên dưới luôn nè, và canh cho ngay. E vô một cái. Ok. Ôi, vẫn bị mất máu nha. Con này là cái con rồng mà, con rồng băng nè. Mình sẽ cho nó thêm một chút quay lên, rồi thêm một chút máu lên. Rồi, rồi cộng thêm đam cho nó đâu. Mình sẽ không tăng tốc độ di chuyển đâu, bởi vì tốc độ di chuyển nó di chuyển nhanh quá đó bạn. Rất là khó để có thể đáp lên được cây cột. Cho nên mình sẽ cộng ít ít thôi, cho nó thêm ít thịt nữa nè. Rồi cộng máu cho nó, cho nên nó hơi bị me bét một chút. Nhưng mà từ từ nó cũng sẽ hồi phục lại thôi. Và con rồng này thì không có tốc độ, cho nên là di chuyển chậm, dễ dàng đáp lên trên này. Ê, ê, rớt rớt rớt. À được rồi, hên quá. Xém vô nó tuột xuống phía bên dưới nữa bạn. Đó, cho nó đậu trên này luôn nha. Rồi thức ăn thì cũng đã có, thì như đó chắc là cũng đủ rồi. Mình sẽ chu cấp thức ăn cho nó từ từ nha. Rồi bây giờ thì bay hẳn xuống phía bên dưới, ăn vô một cái. Phía bên kia thì mình có cái con rồng, bên kia là rồng điện rồi. Mình chỉ thiếu cái con rồng độc nữa thôi. Bên đây là rồng băng với rồng lửa rồi. Bên kia thì điện với lại độc là hợp lý luôn. Đây thì ăn vô một cái nha. Vẫn bị mất máu thôi. Phía bên đây thì có rồng độc. Rồng độc thì mình sẽ chọn con nào cho đẹp đây. Con rồng cấp độ 65 đi các bạn. Đó, hai con rồng độc này thì không có con nào ngon hết à. Chỉ có con này là thấy được được một chút. Tốc độ thì có luôn rồi hả. Lần trước hình như mình cộng có tốc độ cho nó rồi hay sao á. Cho nên nó có tốc độ đây nè. Đam nhiều nhiều chút đi, ưu tiên đam đi. Máu không cần thiết nhiều lắm đâu. Rồi, bay lên phía bên trên để mình đậu ở phía bên đây luôn các bạn. Là mình sẽ đủ 4 con rồng ở 4 hệ. Đó, 4 hệ khác nhau các bạn. Độc nè, rồi điện nè, rồi băng với lại lửa luôn. Và đáp đây cái. Ui, ngon lành luôn các bạn. Đáp đúng vị thế luôn nè. Ngon lành luôn, 4 con ở 4 góc. Nó đẹp, bây giờ thì mình cần phải liều mạng nhảy xuống phía bên dưới một lần nữa. Nhưng mà lần này thì mình sẽ nhảy ngay chỗ cái con quét dầu của mình luôn. Để mình phải e dân nó nha. E dân nè, e dân. E vô một cái. Mặc dù e vô nhưng mà vẫn tốn một chút máu. Thôi ăn vô một chút, kiểm tra xem cái quả trứng của con Gigan xem coi tới đâu rồi. Ở 80 mấy% thôi các bạn. Ấp quả trứng của nó thì rất là lâu luôn á. Mở phía bên ngoài này thì sao rồi. Em mấy được bao nhiêu phút rồi. À 3 phút. Còn 4 phút các bạn. Coi như là 4 phút á. Còn phải chờ đợi thêm 4 phút nữa thì em mấy bắt đầu yêu cầu mình chăm sóc. Và mình sẽ chờ đợi ở đây một chút nha. Ống máu của nó thì chỉ có được 500 thôi. Và đam của nó nè, tốc độ di chuyển. Ôi đúng rồi, lát nữa mình sẽ cho cái con này trưởng thành các bạn. Mình sẽ cho nó full tốc độ thử nha. Rồi em nó cũng chỉ còn 10 giây nữa thôi các bạn. 10 giây nữa thôi là mình sẽ chăm sóc đầu lần đầu tiên á. Và mình thấy cái ống trưởng thành của nó được 70 mấy% rồi. Mình nghĩ chắc là chăm sóc cho nó một phát một thôi là nó lên 100% luôn nè. Để xem coi phải không. Và nó yêu cầu, ui, nó yêu cầu ăn cái này các bạn. Cho nên là mình hút nó vô trong quả cầu luôn nha. Ăn mấy cái thứ thức ăn cao cấp thì mình sẽ hút vô trong quả cầu để quăng ra phía bên ngoài. Mặc dù là basic á, nhưng mà lần trước mình cho mấy con T-Rex của mình nó ăn hết rồi. Cho nên bây giờ thì hút bây giờ và quăng nó ra phía bên ngoài thử xem coi. Nó yêu cầu dễ không? Ui, dẫn đi chơi các bạn. Ok, dẫn đi chơi thì được. Ok, dẫn đi chơi thì dễ lắm. Đi ra phía bên ngoài nha. Đó, được 100% luôn các bạn. Không như ngoài sự dự đoán của mình. Bứt một phát lên 100% luôn. Và lấy thức ăn lại cho nó nha. Đây rồi, hồi nãy mình hút vô trong quả cầu cho nên là nó rớt thức ăn ra ngoài nè. Lấy lại, bỏ cho nó ăn luôn. Đây rồi, ngon lành luôn. Con này nhìn nó đẹp nè các bạn. Nó có sự kết hợp giữa màu trắng, màu đỏ, màu vàng. Còn trên này thì cái con cái đó các bạn thì màu trắng nhiều nè. Còn cái con đực thì màu đỏ nhiều. Thế là kết hợp ra sự màu trắng với màu đỏ nhìn rất là đẹp. Và mình cần có cái yên nữa. Cái yên thì chắc là mình mượn tạm của cái con trên này đi. Mấy con trên này thì mình sẽ mượn tạm cái yên của nó nha. Đây rồi, lấy tạm cái yên đi. Con này chắc là phải cộng thêm cho nó một chút quay lên mới được rồi. Chứ không cưỡi không được đâu. Quay của nó có 100 mấy thôi nè. Và con này chưa trưởng thành cho nên chưa cưỡi được. Mình sẽ vô trong mình cất đồ vô cái đã. Trong lúc chờ đợi cho nó trưởng thành thì mình sẽ vô trong để mình cất đồ nha. Nó thì 87% thôi, còn khá là lâu. Và quả trứng nãy giờ ở trong này thì nó được bao nhiêu rồi. Ui còn 70 mấy% nữa các bạn. 79% nữa lận.
bỏ hết đồ trong này, mình chỉ lấy cái yên ra thôi. Đây mình sẽ lấy theo thức ăn nha, thức ăn với lại nước uống thôi là được. Giờ lại xem coi nó trưởng thành chưa. Ôi nó trưởng thành xong rồi các bạn, bây giờ chỉ cần ép cái yên lên cho nó thôi và mình có thể cưỡi. Ôi vẫn còn rất là nặng luôn, chưa có cưỡi được và nó sắp sửa lên cấp nè. Đó, điểm kinh nghiệm của nó đang ăn đó các bạn, đang tiêu tốn thức ăn cho nên cũng sẽ lên cấp. Và quay của mình trên người hiện tại là 200 mấy, mình cần phải cộng cho nó thêm một cái nữa, chờ đợi cho nó lên cấp cái nha. Cộng cho một cái nè, đó bây giờ thì có khả năng di chuyển được rồi đó. Chạy thôi cưng ơi, nhanh 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 lên, đứng dậy đứng dậy. Đây rồi, ok, nó vẫn còn hơi nặng các bạn cho nên là nó di chuyển hơi chậm. Đây đâu các bạn, lên trên núi tuyết mình phát hiện ở trên này có con heo, mình sẽ tấn công con heo này luôn. Con heo có vẻ đối thủ là hơi nặng nhưng mà không sao, con heo này cùi được, chơi được, tấn công nó luôn. Ok nó chết rồi các bạn, và mình sẽ cộng thêm cho nó tốc độ lên nha. Thôi quên cộng quay cho nó rồi, thôi thì mình sẽ ăn thịt nó luôn. Đây đây mình sẽ ăn thịt cái con heo này để lên cấp thêm nha. Đó, ăn thịt cũng lên cấp cho nên mình sẽ cho nó một chút quay lên để cho nó nhẹ nhàng chút, dễ dàng di chuyển và thêm một chút tốc độ lên. Rồi bây giờ thì có thể di chuyển nhanh rồi đó. Đó nó làm bập liên tục luôn các bạn. Mình có thể đi vòng vòng ở đây để tìm thêm mấy con khác để mình tấn công nó luôn. Ví dụ như con này chẳng hạn, con này có thể là hơi nặng ký nhưng mà chơi được, chơi được cấp độ 20 hả. Ui nó đánh nhanh rồi kìa, rồi ngon lành lên, cho nó thêm tốc độ lên các bạn. Thịt đâu ha, dục bớt đi. Con này thì nó cần càng nhẹ càng tốt, không cần phải ăn quá nhiều đâu, nó di chuyển rất là nhanh đó, càng lúc nó càng di chuyển nhanh hơn. Và mình sẽ đi tìm mấy con ở đây để tấn công. Đây con này thì tốc độ hơi cao hay sao nè, hơi trâu chút nhưng mà được. Con này hụt dạng hiền cho nên vẫn cũng dễ ăn, và ăn thịt nó luôn để có thêm điểm kinh nghiệm nữa. Rồi cộng thêm cho nó chút tốc độ lên nữa, 400 rồi nè. Thêm chút tốc độ lên nữa. Con này thì máu ít quá cho nên là đi tấn công cũng hơi nguy hiểm, luyện cấp cho nó cũng hơi khó nữa. Mà đây bay phèo xuống phía bên dưới cái là tiêu mình luôn á. Cho nên thôi mới nói nó tính làm thiệt á, nó tính bay xuống phía bên dưới luôn á. Giả như nó rớt xuống phía bên dưới rồi, mình sẽ đi ở phía bên trên này là vòng vòng chút, đi cẩn thận nha. Tốc độ cao thì nó cũng là một cái hẩm quả đó, đi xuống mấy cái dốc này nè, chạy nhanh một phát là bay luôn. Bay luôn xuống phía dưới là chỉ có khúc xương thôi. Rồi vòng lên phía bên trên nha, đi ở phía bên trên này cho chắc ăn nè. Đó trên này xem có con nào nữa không, dưới này nó không có spawn được thêm. À có con ma mút dưới kìa, đây đây đây, mình sẽ bám theo cái vách núi này đi xuống. Ui oh my god, ở trong này một bầy heo luôn hả. Ôi rồi hồi xong rồi heo ra một cái liền đó, hên quá làm kịp. Mình làm nhanh tay và chạy. À quay trở lại chơi nữa nha, quay trở lại chơi thôi được không. À chà cái bầy này có vẻ không ổn các bạn ơi, có vẻ không ổn rồi. Thôi đi không ổn lắm. Mình sẽ dẫn qua phía bên chỗ mấy con ma mút này nè để tấn công. À con này hả, mình đánh nó không xuyên nhai các bạn. Mấy con này thì nó bóp máu cho nhau cho nên là nó hơi bị trâu, không biết là mình đánh nổi không đây. Để thử coi được không. À được rồi nè, được rồi đánh được chơi được, chơi được, chạy lại chạy để lên trên này để tăng thêm chút đam lên mới được đó. Cộng thêm chút đam lên và nó bắt đầu chuyển sang tấn công con mammoth rồi. Mình sẽ quay trở lại để ăn ké, đánh ké nha. Đây rồi đánh ké, coi con nào yếu thì mình sẽ đánh con đó. Đó đánh ké liền, để ý ống máu của con raptor của mình chứ không là nó sẽ te tua luôn á. Đây rồi, cố lên gán lên, giết được hai con này thôi là được. Đây rồi một con tiếp theo luôn, cố lên ui không ổn chạy ổn thì chạy liền. Rồi ăn vô cho hồi máu lại cái nha, từ từ thôi, không có gì phải vội vã hết. Cộng thêm chút tốc độ nữa, con này là mình muốn test thử khả năng di chuyển của con raptor đó các bạn, cho nên là mình sẽ cộng tốc độ, cộng ít một chút sức tấn công thôi để cho nó farm lên cấp thôi là được. Rồi bơm cho nó đầy máu lại, mình sẽ quay trở lại nha. Rồi đây rồi, đã đến lúc quay trở lại để tăng thêm, lợi dụng con nào nó yếu á mình sẽ tấn công luôn để lấy điểm kinh nghiệm nha. Đây tấn công luôn, con mammoth sắp chết rồi, tấn công con mammoth luôn. Ui, dạ. Đánh mấy con này đau tim quá, xếp chút nữa nó chết nữa thôi. Rồi cho nó thêm chút máu lên đi. Rồi bơm thức ăn cho nó lên chút. Đánh con này ghê lắm luôn á, xếp chút nữa nó chết rồi bạn, còn có 100 mấy máu à. Bây giờ mình về nhà thôi, ở ngoài này mình có cái yên xịn, mình cho cái con ở phía bên đây nè. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái yên xịn ra. Yên này là đó, cộng 100 mấy giáp luôn các bạn, ngon hơn nhiều nè. Đem vào phía bên đây cho con này luôn chứ, con này là phải xài yên xịn đấy. Con baby thì phải sử dụng cái yên xịn, còn con này là cái con
mình bắt ở ngoài thiên nhiên thôi. Bây giờ thì chơi luôn nha, mình đã có yên tiệm nhìn khác này các bạn. Ui, nó đánh mình bây giờ chỉ có 4 đam thôi kìa. Ôi, 4 máu thôi các bạn. Tiệm hơn rất là nhiều luôn, 6 máu, 4 máu kìa. Con cấp độ 145 nó đánh mình 6 máu, còn con ở phía bên đây thì cấp độ hình như là 100 bao nhiêu đó thì chưa biết. À, 130 thôi, ngon lành luôn. Ở đây thì vật phẩm của nó nè, chỉ có những cái mũi tên ngủ thôi. Bên đây thì chỉ có trái cây thôi. À, sau khi có yên xịn xong thì mọi thứ khác liền. Đi vòng vòng để săn tiếp nha. Và con Baranto này thì nó đứng ở ngay chỗ cái địa hình này hơi khó đánh. Mình sẽ dụ nó ra phía bên ngoài này để dễ đánh hơn. Đây rồi, đi xuống dưới này. Đi xuống với cái hung lũng này thì nó sẽ chết với mình thôi. Mình có cái giáp xịn cho nên nó đánh mình chỉ có 5 máu thôi, còn lâu lắm mới chết. Đây rồi. Hồi nãy phải chịu khó với con heo, còn bây giờ thì mọi thứ đã thay đổi, tấn công được. Mặc dù mình đánh nó yếu nhưng mà không sao, hoặc cấp độ của nó thì 140 hả. Wow, đánh xong con này chắc là mình sẽ lên được nhiều cấp lắm á. Và chưa gì hết, thấy máu nó tua tủa ra phía bên ngoài rồi, chắc là cũng nhanh thôi. Mình phải cạp vô trong cái chân của nó đó. Đó, cạp vô trong cái chân của nó cho nó nhanh chết thôi nha. Trời, máu nó tua tủa be bét rồi, sắp sửa rồi. Ra được chưa? À, nó bỏ chạy rồi các bạn. À, bỏ chạy rồi nè. Bỏ chạy nè cưng, chạy đi đâu. Cái con này đánh yếu nhưng mà nó đánh nhanh các bạn. Được cái nó cạp liên tục luôn nè, tích chuột liên tục phải là đánh. Và ôi, be bét luôn mà vẫn chưa chịu chết nữa, dính sơn đầy người luôn các bạn. Rồi xong. Wow, đánh lấy thịt của nó luôn nha, để lên cấp. Rồi chắc chắn là nó sẽ có xương, xương cho mày đúng không? Đây rồi các bạn, đó có thêm một cái xương nữa nè. Mình cần tới tất cả là 25 cái xương á, cộng thêm tốc độ vô nữa. Đó, ở trăm mấy luôn rồi. Mình sẽ ra đồng bằng để dễ dàng di chuyển hơn. Đây rồi. Ở ngoài này thì tha hồ mà chạy luôn các bạn, với tốc độ khủng khiếp của nó nè. Con heo hả? Tấn công con heo luôn. Đây rồi, quá nhanh luôn các bạn. Đây thì tấn công luôn, chạy luôn. Đó, di chuyển tiếp ra phía bên ngoài này luôn. Chỗ này là chỗ mình đánh boss nè. Và đây thì có con Tenro hả? Tấn công con Tenro luôn. Tenro là một trong những con rất là trâu, mình sẽ tấn công nó luôn nhé. Đó, đánh nó được có 99 máu thôi, và nó đánh mình thì chỉ được có 4 đam thôi. Và dòng đam thì cực kỳ nhanh luôn á. Xong. Đi ra phía bên ngoài này xem coi có con gì nữa không. Phía bên ngoài này chỗ farm này ngon nè. Ôi, Raptor hả? Chạy đi đâu Raptor? Đây rồi, đối thủ. Trời ơi. Đối thủ gì mau chết quá. Phía bên ngoài này thì có mấy con linh tinh. Hồi nãy mình qua phía bên đây mình farm là ngon rồi. Đây thì có con tép nữa nè. Mình sẽ tấn công con tép để lấy thêm cái phần Elite Charm nha. Đó, để sau này chuẩn bị chế tạo cái cây súng lửa nữa các bạn. Cây súng lửa thì cần phải có những cái miếng mạch điện á. Cái miếng mạch điện của mấy con test này nè. Ở phía bên ngoài này thì có mấy con bạo chúa nữa hả. Chơi luôn các bạn, chơi luôn. Tấn công luôn nha. Đây rồi, tấn công và mình sẽ phan này nè. Ra phía bên ngoài mình dục đồ bớt cho nó nhẹ người cái đã. Lát nữa có cái gì đó thì chạy cho nhanh nha. Bỏ giọt liền, chứ để lát nữa nó nặng người quá đó bạn, chạy không được là tiêu mình luôn. Rồi, mình sẽ cộng thêm chút này lên. Bãi da bị cái con quỷ kia kìa, nó làm cho chón. Tấn công nó đi cưng. Đúng rồi, nó làm cho mình bị chón rớt xuống phía bên dưới luôn. Rồi, lên phía bên trên luôn, cộng cho nó thêm tốc độ vô nữa nha. Đây rồi. Đối thủ nặng ký này rồi các bạn. Đây mới là đối thủ của mình nè. Tấn công. Thử xem coi con này nó cắn mình bao nhiêu đam nha. Thử xem coi. À, nó cắn mình có 8 đam thôi các bạn. Wow, phải nói là cái yên tiệm chất lượng ghê luôn á. Mấy con này bây giờ nó đánh mình không xuyên nhê gì hết. Mình sẽ cạp nó. Đó, tấn công từ phía đằng sau nó luôn. Tấn công nó luôn. Cạp thật là nhanh. Rồi, máu nó bắt đầu be bét rồi nè. Con này không biết cấp độ bao nhiêu đây, nhưng mà thấy nó hơi trâu rồi đó. Ở cấp độ 90 hả? Cũng được các bạn, cũng ổn. Bắt đầu miếng sân đỏ đầy người rồi kìa. Sân đỏ đầy người là biết rồi đó. Rồi, xong, lên đường luôn. Lấy thịt cho nó luôn. Và đây thì có con này hả? Đạp cho một phát nè, cắn nè. À, đạp cho nó một phát thì chỉ được có 128 đam thôi. Còn cắn bình thường á thì đam rất là cao. Cắn bình thường nó tầm 190 mấy nè. Mà nó còn nhanh nữa chứ. Rồi, cộng thêm chút tốc độ lên nữa. Wow, lên 800 mấy phần trăm luôn rồi các bạn. Bây giờ thì di chuyển rất là nhanh luôn á. Ở bên đây thì mấy con Baranto rất là nhiều nữa các bạn, cho nên là mình sẽ tấn công luôn để mình lấy xương nó luôn nha. Sẵn ở đây thì mình sẽ tấn công luôn. Thấy cái con này nó sắp chết cho nên là tranh thủ đánh luôn. Đó, thấy có cái túi đồ rớt ra nè. Và con T-Rex này nó cũng sắp sửa chết luôn rồi, cho nên là tranh thủ luôn nha. Ôi ôi, cấp độ 130 luôn. Và mấy con này nữa hả? Tấn công luôn các bạn. Mình không ngờ là cái con nhỏ như vậy mà có thể tấn công được những cái con khủng long khủng khiếp bự. Nhờ cái yên
Từ lúc có cái yên là mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Chào có luôn. Lấy thêm ở đây là mình sẽ có thêm ba cái xương của con Banbanter nữa nè, để bổ sung cho bộ sưu tập của mình sau này bị đánh boss. Hồi nãy giờ mình ở đây cũng rất là lâu rồi bạn. Không biết là cái con Gigan của mình á, cái trứng Gigan của mình thì nó nở chưa nữa. Mãi mê đi chơi nãy giờ. Con này thì sắp chết rồi cho nên là cố đánh nó luôn. Sơn đỏ đầy người của nó rồi. Đánh thêm một vài hit nữa, đó, cấp độ 50 đã lên đường. Và tiếp theo luôn. Con này thì sẵn ở đây. Ai à, nặng rồi. Giục bớt cái đầu á. Giục bớt là phía bên ngoài để cho nó nhẹ lại. Rồi cộng thêm chút tốc độ lên nữa. Ui sắp sửa lên 1000 nữa bạn. Sắp sửa lên 1000% thôi. Đây là thứ mà mình muốn hướng tới nè. 1000% tốc độ di chuyển cho Raptor. Và máu me của nó be bét rồi. Rồi xong. Lấy luôn nha. Lấy luôn cái phần xương của nó nè. Rồi phía bên đây hồi nãy có một cái túi nữa. Bên đây thì có thêm một cái túi, lấy thêm một cái xương nữa. Còn một cái xương nữa. Còn đây nè. Đây là các bạn, đó đủ 3 cái rồi nè. Tất cả mọi thứ đã đủ và bên kia thì có cục thính. Cục thính còn cao quá cho nên thôi. Bây giờ mình sẽ chạy về để xem coi cái quả trứng của con Gigan nó nở chưa nha. Rồi nó chưa nở chắc là trong thời gian giữa hai tập thì mình sẽ chăm sóc cho nó sao đi. Mình sẽ cố gắng cho nó sinh sản. Mình sẽ có tất cả là 4 con Gigan để hai bên đầu cấu bạn. Mỗi một bên 2 con là hợp lý luôn. Còn bây giờ thì nhanh chóng di chuyển về nhà thôi. Ở đây thì nó chạy rất là nhanh luôn bạn. Di chuyển rất là đã nè. Đó lách qua những di chuyển ở cái những cái khu vực đồng bằng như thảo nguyên như vậy nè. Thì rất là đã nè. Đó. Nó lên trên những cái cục đá thì nó có khả năng bay lên luôn. Và lách. Đấy. Như vậy là trong tập ngày hôm nay đó các bạn, thì mình đã bắt thêm được một con Gigan nè. Đó và nó đẻ ra cho mình quả trứng và mình cũng đã ăn ấp ở phía bên trong. Và đặc biệt nhất là mình cũng đã ấp thêm được một cái con gọi lại con Raptor các bạn, Raptor công nghệ test. Và nó có tốc độ là gần 1000% luôn. Mình sẽ cho nó là 1000% đi. Nó di chuyển với tốc độ rất là nhanh và đi nó thì rất là đã luôn. Còn ở trong này thì quả trứng chắc là trong thời gian giữa hai tập mình cần phải chăm sóc cho nó các bạn. Chứ bây giờ chờ đợi nó thì rất là lâu luôn á. Còn phải 24 phút nữa thì mới được các bạn. Rất là lâu lên nó mới nở đó. Nãy giờ mình đi lanh quanh xung quanh rồi đó. Rất là lâu mà nó vẫn chưa nở nữa. Thôi thì mình sẽ chăm sóc nó trong thời gian giữa hai tập nha các bạn. Rồi còn bây giờ thì mình sẽ tạm dừng cái video này tại đây thôi các bạn. Nếu các bạn cảm thấy thích những cái video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng cách để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm những cái video tiếp theo cho các bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.